Anh em đang gặp các vấn đề về thiếu kim cương, không sao đâu, vào ngay shop đứcmõm.com. Tôi cam kết anh em sẽ quay ra kim cương 100%. Shop có những mini game hấp dẫn ngon hơn cả người yêu cũ. Còn nữa, shop đang giảm giá đến 70% cùng với tỷ lệ quay trúng kim cương cao lên đến hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vãi sách đít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Hello hello, xin chào tất cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mom Đẹp Dài, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ nghĩ ra một cái trò chôn để chôn crush của mình. Nhưng mà hiện tại mình chưa nghĩ ra. Xem nào. Trêu gì nhở? À, tí nữa mình sẽ xuống mình đập cửa phòng của crush nha. Ủa mình nhịn phải lâu lắm rồi đi nhé. Xong rồi bắt đầu đột nhập vào máy tính của crush xem máy tính của crush có lịch sử web ấy, nó có những cái gì bên trong nha anh em nhá. Ok, đi thôi. Ok ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ xuống phòng của Mon, mình sẽ đập cửa phòng. Xong rồi bắt đầu mình sẽ xuống mình kiểm tra máy tính của Mon xem có những cái lịch sử web gì nhá. Đây chính xác là phòng của Mon đây. Chơi liều này. Run. Chạy. Chạy anh em ơi, đây mình sẽ đi xuống tầng để vào máy tính của Mon nhá. Ok ok anh em ơi, bây giờ mình đang xuống phòng làm việc của Mon ở dưới công ty nhá. Rồi, mở cửa ra đã. Ok ok, đây là phòng làm việc và chỗ của Mon kia kìa. Mon thích đồ dây Mon lắm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bật máy tính lên, hy vọng là Mon sẽ không xuống. Vừa lái tối quá anh em ạ, thế mình phải ra mình bật cái đèn lên. Đây là Facebook của Như Ý. À, hay là đăng cái cap là tôi bị ngu. Cũng phải đập vỡ mồm rồi bây giờ. Tôi bị ngu, thôi. Thì chết đây các bạn. Bây giờ mình sẽ vào luôn lịch sử web. Bây giờ mình sẽ sang Google Chrome nhá. Đây, Google Chrome đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi Ctrl H để vào lịch sử. Cái gì đây? Vào shop Đức Móm kiểm tra gì đây? shopdukmom.com shopdukmom.net. Cái gì? Bộ phim thằng nhỏ mặc áo màu vàng đi dưới mưa nhạc buồn buồn. Biết nói cái gì bây giờ? What the fuck? Cái gì ấy? Cách giảm stress, cách quên một người. Phim con mèo đuổi con chuột tên gì? What? Tên Tom và Jerry. Phải lì luôn, tìm toàn thứ đâu. Cái gì? Cách giết con muỗi. Vãi cả lồn. What the fuck? Con muỗi không giết được luôn. Cái gì? Thơ tỏ tình. Bài gì có giai điệu tăng 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 tà lăng. Để tìm nhạc khá bạch à? Nhà phát biết nhà nhạc gì luôn. Tà lăng, tà lăng, tà lăng, tà lăng, tà lăng. Tìm ra những gì đâu ấy. Ui. Lý do bé Mon làm YouTube nhiều cái lắm mọi người. Cái đít cái đít. Ơi bà làm gì đấy? Làm gì đâu? Con làm gì đâu? Ok, tôi vào trong. Nhưng mà tự nhiên ông vào Discord tôi làm gì? Vào chơi thôi. Hả? Có ý kiến gì? Vào chơi mà, làm gì đâu? Tin chứ. Tin tên này không là được. À, làm gì? Nghịch tôi thấy cái ảnh này đẹp thì vào chơi thôi. Ồ, thế tin được không này? Tôi vào thì tôi thấy bà hãy tự nhiên vào xúc tôi nhiều ấy. Không, nhưng mà công nhận số không? Sao nhiều người vô vậy? Là sao? Số của ông hôm nay sao nhiều người vô thế? Biết được, biết sao được, người ta thích vào thì vào chứ. Ui, sao người ta nhiều vô vô vậy? Có cái gì bất ngờ lắm à? Không, không biết được, nói chung là hôm nay tôi chưa vào xúc rồi. Tí tôi vào xúc tôi xem có gì không. Nên vào đi, tôi thấy nhiều người vào cực. Mà vừa nãy phòng tôi có ai đập cửa phòng ấy. Tôi cũng vậy. Ờ, không hiểu luôn. Thôi rồi. Cứ đùng, không ngủ được. Đi đi, tôi lên phòng, tôi vào xem shop tôi có cái gì mà sao nhiều người vào đấy. Ừ, lên xem. Ok ok. Hello. Bây giờ mình sẽ vào shop của mình. Thì hôm nay ấy, mình thấy tự nhiên shop có rất nhiều người vào anh em ạ. Mà không hiểu sao vào đông như vậy luôn ấy. Không biết lý do gì mà vào. Thì hôm nay mình sẽ vào xem là có cái gì mà anh em vào đông như vậy. Đó, đây. Vòng quay 9k này, 7k này. Mình vẫn thấy cái vòng quay này rẻ nhá anh em nhá. Đăng nhập vào xem nào. Quay một lần mất có 7k. Một lần mất có 7k thôi anh em ạ. Ui, đấy. Nhiều người vào ấy. 9999 kim cương này. Ui.
rất nhiều người quay ở cái vòng quay này luôn đấy. Quay thử một lần xem ra gì không. Nhân phẩm của mình cao lắm anh em ạ. 100 kim cương. Cao lắm anh em ạ. Cũng được, 10.000 thì được có 70 kim cương mà 7k đã được 100 kim cương là nó hợp lý. Quay tiếp này. Lần này x3 em ra gì không? X3 em ra gì không? Nhân phẩm. Ui. 3 lần ra 19.000 kim cương anh em ạ. Quay tiếp 3 lần nữa xem ra gì không? 105 thì ăn miếng nó cũng phải trả miếng thôi anh em. Ăn nhiều đâu có tốt. Thế ông ỉ mẹ à mồm. Rồi, phát này quay phát nữa này. Nhân phẩm. Đi có mẹ của ngươi. 42 kim cương. Thôi thật chứ. Hơi đi ăn một tí thôi nhưng mà phát này quay 10 lần. Bởi cái vừa ăn 19k kim cương xong. Kiểu gì anh em cũng bị bóp lại tí. Cái nhân phẩm của mình hôm nay nó đỏ nhìn này. Làm một lần duy nhất rồi. Nhìn này. Turn down for what? Được không? 99.000 kim cương em ạ. Thế là có kim cương để mua thẻ vô cực rồi. Nói thật là mua vẻ thẻ vô cực ấy mất có 100.000 thôi, nhưng mà kim cương này mình làm được nhiều thứ lắm. Như kiểu cho gái này. You're a simp. Ok ok. Bây mình sẽ ra mình test cái vòng quay 9k xem khác gì vòng quay 7k không em nhá. Vòng quay này có tên là vòng quay kho báu huyền thoại 9k. Cũng nhiều bạn trúng lắm. Xem nào các bạn. Ui có bạn trúng 12.000 kim cương này. Được luôn. Quay nhá. Một lần duy nhất. Xem được cái gì không. 40 kim cương. Dừng lại là thất bại. Ngẽ ở chỗ nào. Gấp đôi chỗ đó. Quay phát nữa này. Nhân phẩm. Ủa. Ủa. Cái gì vậy. 150 kim cương á. Tao đau đầu của mẹ. Ủa. Phải lìn luôn anh em ạ. Rồi, bây mình sẽ vào trong cái phần thông tin của mình để xem mình có bao nhiêu kim cương nhé. Ủa, cái gì đấy? 276.000 kim cương á. Bây giờ mình sẽ vào game chơi tí. Meanwhile. Ok ok, mình đã có mặt trong game đây anh em ơi. Bây giờ mời Mon vào hạ màn luôn. Mon ơi. Ôi. Cái lịch sử web của bà hay đấy. Ờ hay, ờ, anh cho ông vô lịch sử Facebook của tôi. Ô, thật hấp. Cái gì mà bà Phan Cá Bảnh à? Cái gì mà tà lăng, tăng gì ấy? Vậy tôi không tìm ra được bài đó cho nên tôi phải đi kiếm. Vãi hàng, mà sao bà nhưng mà tìm... Tôi... Ơi. Nhưng mà tôi chỉ biết cái giai điệu của nó tăng thôi chứ tôi không biết cái tên gì. Vì mày quá. Với lại cái gì mà bà tìm cách để giết con muỗi vậy? Nó làm gì bà? Thật là độc ác. Nó cắn hoài. Chết này. Ok bà ơi. Tôi cảm giác là bà thật nhạt nhẽo với cái lịch sử của bà đấy. Lịch sử của em nhạt nhẽo thật. Ai cho ông? Ai cho ông vô xem? Ờ tò mò thì xem thôi. Với lại là vừa nãy ai đập cửa phòng bà chắc là tôi ấy. Thằng ôn con này. Trêu tí. Ông không biết là tôi đang ngủ à. Đang ngủ á? Ui giời ơi. Bắn thế cũng đòi bắn nó đâu. Vâng kìa. Làm một lần duy nhất thôi này. Lần ông cũng đó luôn. Rồi nó chết rồi còn mỗi thằng này còn thằng nào nữa đâu. Ờ hay nhưng mà ông vào quân đoàn tôi sao ông không đổi tên đi. Đéo. Ờ thì không thích. Thải lươn đấy. Lươn à mày. Khó chịu thật đấy, nó chạy lươn quá. Bực cả mình. Đến chơi nó luôn. Đọc ra tay đây. Cái thằng lươn lươn lúc nãy này. Đây tôi là một lần bị chức cho cậu. Ê, cứu, chỗ lô đâu. Cứu thôi, hay lắm. Có gái cứu, cảm ơn nhá. Không phiền đến cậu nữa. Có gái cứu tôi rồi. Chia tay đi. Bố mày gọi, người xếp chết cụ bây giờ. À, con nhỏ. Một con nhỏ. Rồi, tôi có một con nhỏ nữa. Từ các bạn, từ nhá các bạn, từ để mình xử thằng này á. Từ mày đừng có bốc phét. Nào, từ. Cái thằng kia nó chạy nhanh nhở. Chơi nhân vật. Một thằng nằm. Còn thằng nào nữa. Ra đây, anh hôn nhẹ cái đầu nào. Anh cắt tóc cho kiểu 30 size luôn.
cái gì ạ? Đừng, em xin lỗi anh ơi. Ui giời ơi. Xin lỗi. Nó thủ trên nhà kìa. Mày bể đầu này. Tôi công nhà đây, công nhà đây. À, con nhỏ này. Tao vào nó bật cholo mà mày chết đi. Ông nhà tao tôi vào nó bật cholo này. Làm sao? Ừ, nhưng mà ông hôm nay lại chơi cholo luôn á. Ôi trời ơi. Nói chung là clip của mình xin được kết thúc tại đây. Và nếu anh em nào thấy hay thì nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, nhớ bấm quả chuông để mỗi khi mình ra video sẽ hiện thông báo biết nha. Ok.